Như vậy thì xin mời quý khán giả chúng ta cùng trở lại với những diễn biến tại sân bóng 68 Sport Park trong buổi chiều ngày hôm nay. Và xin mời quý vị khán giả cùng chứng kiến trận đấu cuối cùng của giải bóng đá Tư Hùng chào mừng khai trương sân bóng 68 Sport Park trong ngày hôm nay. Hai đội bóng giành thắng lợi trong cặp đấu bán kết vào buổi sáng sẽ chạm trán với nhau trong trận đấu cuối cùng này. Đội tuyển nước bạn sẽ có màn so tài cùng với đại diện đến từ Gò Công Tây Tiền Giang, Ngọc Sơn Khanh. Các thủ gồm có số 7 là Tuấn Nino rất nguy hiểm, số 99 đó là Công Tiễn, số 15 là Hòa Râu. Không có gì phải quá vội vàng. Đây là trận cầu chung kết, cơ hội dành cho các thủ bên phía đội bóng Âu Trắng. Pha dứt điểm khá nguy hiểm của Văn An. Xích chút nữa thì đã có bằng mở tỷ số với pha chuyển lỗi vừa rồi của hàng phòng ngự bên phía đội bóng Ngọc Sơn Khanh. Pha cắt bóng chủ động của các thủ bên phía đội tuyển nước bạn có khoảng trống kết thúc. Tỷ số đã được mở dành cho đội tuyển nước bạn. Một sai sót với đường truyền hơi nhẹ của các cầu thủ bên phía đội bóng áo đen đã giúp cho Long Vũ băng lên dứt điểm. Số 18 đã rất nhanh chân và cầm bóng đột phá tự tin với màn bứt tốc thoát khỏi sự kiềm cầm của đối phương. Chúng ta cùng xem lại pha băng cắt này. Pha cắt bóng rất nhanh của Long Vũ đã quá hiểm hóc để đánh bại vị trí của thủ thành Gia Phú, mang về bàn mở tỷ số dành cho lão tướng nước Quảng. Đường truyền hơi non của Phước Bánh Huy và các cầu thủ bên phía Ngọc Sơn Phanh đã phải trả giá với pha để thủng lưới. Cũng được trả về dành cho thủ thành Bắc Chính Minh Ngọc. Thêm những pha va chạm kích lý, cơ hội tiếp theo dành cho các thủ áo đen. Lợi đi ba la, khoảng trống kết thúc. Tỷ số đã được gỡ hòa một điều, rất nhanh dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo đen. Ngọc Sơn Khanh FC đã sang bằng cách biệt sau tình huống kết thúc vừa rồi của Công Tiễn. Số 99 đã dứt điểm thành công. Pha phối hợp tốt của các thủ bên phía đội bóng Ngọc Sơn Khanh và họ đã có được bàn gỡ. Phải nói đến pha tranh chấp rất quyết liệt trước đó của Tuấn Nino đã góp công mang về bàn thắng này. Tình huống mà Lợi Dybala cũng đã bị đối phương tranh chấp quyết liệt. Quả đá phạt dành cho các thủ lão tướng Đức Quảng. Và dứt điểm rất căng và tỷ số là 2-1 nghiêng về phía lão tướng Đức Quảng. Tình huống dứt điểm là của Văn Vũ. Quá tuyệt vời trong quả đá phạt trực tiếp vừa rồi của cầu thủ mang chiếc áo số 25. Một pha bóng mà các cầu thủ bên phía đội bóng Lão Tướng Đức Quảng đã tận dụng rất tốt thời cơ. Tình huống đá phạt cố định ở khoảng cách hơn 20m. Đã quá chất lượng. Văn Vũ kết thúc rất căng và rất hiểm. Lần thứ hai thì thủ thành Gia Phú lại bị đánh bại. Tỷ số lại được nâng lên 2-1 dành cho các thủ lão tướng nước bạn. Và chạm rất quyết liệt, cơ hội vẫn còn. Đường chuyền ngang rất chống chạy, Văn Vũ. Pha dứt điểm. Rất tiếc tình huống kết thúc của số 25 đã đi ra ngoài. Thêm pha lên bóng nữa dành cho các thủ đến từ Gò Công Tây. Tình huống cắt bóng của Văn Vũ. Phản công dành cho các thủ bên phía đội bóng lão tướng nước bạn. Khoảng trống vẫn còn, kết thúc rất dễ dàng. Tỷ số đã được nâng lên 3-1 dành cho lão tướng nước bạn. Pha phối hợp nhuần nhuyễn. Tình huống kết thúc cuối cùng thuộc về vị trí của số 11, đó là Văn Hưng. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì Văn Hưng cũng đã chơi rất tốt. Anh cũng là một trong những ngôi nổi quan trọng của đội bóng Lão Tướng Đức Quảng trong trận đấu bán kết vào buổi sáng nay. Và bây giờ thì tiếp tục là những màn kết hợp ăn ý giữa các thủ Lão Tướng Đức Quảng để giúp cho họ có lợi thế dẫn trước 2 bàn trước đội bóng Ngọc Sơn Khanh. Thái Châu Phi quyết định dứt điểm ngay. Đủ kết thúc của số 29 không làm khó được thủ thành đối phương. Tuấn Nino là người kết thúc. Như vậy thì tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-3 dành cho các thủ Ngọc Sơn Khanh. Pha kết thúc chuẩn xác của Tuấn Nino. Tình huống mà số 7 đã dứt điểm chìm, bóng đi xuyên qua hàng rào trắng và khiến cho thủ thành bên phía đội bóng Lão Tướng Đức Quảng gặp bất ngờ. Một thoáng giật mình của thủ môn Minh Ngọc, và anh đã không thể kịp để ngăn cản cú đá thành công. Chúng ta xem lại bàn thắng của Tuấn Nino. Mặc dù đã chạm tay được vào bóng nhưng thủ môn bên phía đội bóng áo trắng lại không đẩy được bóng ra ngoài. Khá nguy hiểm nữa, suýt chút nữa thì đã có thêm bàn thắng dành cho các thủ Lão Tướng Đức Quảng. Tình huống áp sát rất khó chịu của các thủ bên phía đội bóng áo trắng.
quyết định dứt điểm thẳng của cầu thủ mang chiếc áo số 7, mặc dù góc đá vừa rồi là rất hẹp. Thêm cú đánh đầu, bóng vừa chạm đầu của Phước Bánh Mì, nhưng pha chạm đầu của số 79 đi hơi nhẹ và không đủ làm khó khăn dành cho thủ thành bên phía Lão Tướng Đức Quảng. Trận đấu vẫn được tiếp tục. Tình huống lấy bóng của Văn Hân, Tuấn Hà Sa vượt qua được sự chi cản của Thái Châu Phi, pha chập khe, cơ hội dành cho Đình Công. Pha dứt điểm chưa đánh bại được Gia Phú ở góc hẹp. Đình Công điều trị tốt, Văn Vũ. Pha kết thúc xích chút nữa đã mang về thêm một bàn thắng nữa dành cho Lão Tướng Đức Quảng. Rất tiếc cho các thủ áo trắng trong tình huống kết thúc vừa rồi của Văn Vũ. Vẫn còn thêm một cơ hội nữa dành cho Sĩ Nghệ. Lần này thì Sĩ Nghệ đã ghi bàn. Tỷ số được nâng lên 4-2 dành cho các thủ Lão Tướng Đức Quảng với một cú đá không thể ngăn cản của cầu thủ áo số 3. Sĩ Nghệ vừa có một pha kết thúc chéo góc cực kỳ uy lực. Những cầu thủ đã tạo dựng được tên tuổi cũng đã lên tiếng. Thì Sĩ Nghệ cũng nằm trong những siêu phổi và được rất nhiều những đội bóng chào mời. Và kết thúc không thành công. Thêm pha bóng mà Công Tiễn chưa thể đánh bại được vị trí của thủ thành bên phía Lão Tướng Đức Quảng. Cú đánh đầu và đã có bàn thắng tiếp theo dành cho các cầu thủ áo đen. Và dứt điểm của cầu thủ áo số 79. Xin lỗi bạn, người đánh đầu trong tình huống vừa rồi là Thái Châu Phi. Một pha chọn vị trí rất tốt của số 29 để dứt điểm chọc vào lưới trống trong một tình huống mà thủ thành Thanh Văn đã băng ra lố đà. Chúng ta cùng xem lại quả chéo bóng này. Một tình huống băng ra thiếu hợp lý của Thanh Văn. Bóng rơi vào trúng vị trí của thủ thành. Xin lỗi bạn, trúng vị trí của cầu thủ mang số 29. Và đã không khó dành cho số 29 đánh đầu tung lưới thủ thành đối phương. Cách biệt còn lại là một bàn, tỷ số là 4-3. Thêm pha dứt điểm càng rất tiếc. Tình huống này lại không đánh bại được Gia Phú. Xích chút nữa thì đã có bàn thắng nâng tỷ số dành cho các thủ Lão Tướng Đức Quảng. Cột 2 khá nguy hiểm. Xích chút nữa thì đã có tình huống bóng đang lăn vào lưới. Không có một pha bằng vào nào của các thủ bên phía đội bóng Lão Tướng Đức Quảng trong quả đá phạt góc. Sĩ Nghệ Tuấn Nino đang theo sát số 3. Đó là một pha chè bóng rất kinh nghiệm. Chỉ có một phút bù giờ trong hiệp 1 mà thôi. Không có nhiều những sơ hở của các thủ Lão Tướng Đức Quảng dành cho các thủ Ngọc Sơn Khanh có thể khai thác được. Pha phối hợp nhuần nhuyễn. Thêm đường lên bóng của các thủ bên phía đội bóng đen rất hợp lý, dứt điểm không vào. Một pha phối hợp đáng chú ý, nhưng tình huống kết thúc cuối cùng của Phước Bánh Mì lại không thể đánh bại được vị trí của thủ thành bên phía Lão Tướng Đức Quảng. Pha phối hợp rất hay. Thêm tình huống treo bóng dài chưa chính xác, nguy hiểm. Cuối cùng thì những cái tay của thủ thành bên phía đội bóng áo đen đã cứu thua dành cho Ngọc Sơn Khanh. Pha phòng ngự an toàn đến từ vị trí của Đức Quảng. Thêm cơ hội, Tuấn Nga Sa đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 5-3 dành cho Lão Tướng Đức Quảng với pha xây sở rất hay của số 12. Tuấn Hà Sa đã ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 5-3 để củng cố lợi thế dành cho Lão Tướng Đức Quảng. Pha xây sở rất khéo léo của số 12 trước vòng quay của các thủ bên phía đội bóng áo đen. Đường truyền cũng rất thuận lợi của đồng đội dành cho Tuấn Hà Sa. Dù đã rất cố gắng ngăn cản nhưng hàng phòng ngự bên phía Ngọc Sơn Khanh vẫn không thể đánh chặn thành công tình huống giàn xếp vừa rồi của các thủ Lão Tướng Đức Quảng. Cách biệt tiếp tục là hai bàn. Cơ hội tiếp theo dành cho các thủ áo rất nguy hiểm. Cú đá đổi hướng và xích chút nữa đã tạo nên sự bất ngờ dành cho hàng phòng ngự của các thủ áo đen. Văn Vũ là người dứt điểm. Đường chuyển của Văn Vũ kết thúc. Như vậy lại có thêm một bàn thắng nữa bất ngờ dành cho các thủ bên phía đội bóng áo trắng. Pha dứt điểm tưởng chừng sẽ không gây được nguy hiểm nhưng nó lại trở thành bàn thắng nâng tỷ số lên 6-3 dành cho các thủ bên phía đội bóng Lão Tướng Đức Quảng. Tình huống kết thúc của số 11 đó là vị trí của Văn Hân. Pha chuyển ngang của Văn Vũ. Số 11 đã dứt điểm đi hơi nhẹ nhưng bóng lại lập bập và đổi hướng. Một pha thủng lưới quá đáng tiếc của các thủ bên phía đội bóng Ngọc Sơn Khanh. Bóng vẫn tiếp tục. Văn Nam rất hợp lý, kết thúc ngay. Cú đá chính xác của Văn Vũ và thêm một bàn thắng nữa dành cho các thủ Lão Tướng Đức Quảng. Khoảng cách tiếp tục được gia tăng.
với tình huống dứt điểm bằng mũi giày của cầu thủ mang áo số 25 rất uy lực. Văn Vũ một lần nữa dứt điểm thành công. Để khoảng trống dành cho số 25 là một điều hết sức nguy hiểm. Anh sở hữu những cú đá cực kỳ uy lực. Và trong hiệp 1 thì anh cũng đã có một bàn thắng với pha dứt điểm trực tiếp thành bàn. Thi đấu thường xuyên trên mặt sân 7 nhiều hơn. Thêm cơ hội, rất tiếc cho cú đá của số 11. Bóng đã đi không thành công. Tình huống bắt vô lề, bóng đi trên khung thành của Văn Hân. Pha dứt điểm không thành công của số 7. Và đá ngay, bóng không qua được hàng rào. Cơ hội tiếp theo dành cho Bình Thầy Giáo. Và kết thúc đi vọt xa của cầu thủ áo số 39. Không có gì khó khăn dành cho Minh Ngọc. Cơ hội xuất chung nữa thì đã có pha kết thúc thành công dành cho hậu Silis. Vẫn còn cơ hội tiếp theo và đã có thêm bàn thắng nữa dành cho các thủ Lão Tướng Đức Quảng với pha kết thúc chuẩn xác của số 11. Văn Hân vừa có thêm pha ghi bàn. Và trọng tài Ngọc Châu cũng đã nổi còi kết thúc trận đấu. Thắng lợi chung cuộc với tỷ số 8-3 thuộc về các thủ Lão Tướng Đức Quảng. Và xin chúc mừng cho chức vô địch giải bóng đá Tứ Hùng Cúp. Chào mừng khai trường sân bóng 68 Sport Park với phong độ rất tuyệt vời của các thủ Lão Tướng Đức Quảng. Họ lên ngôi vô địch một cách xứng đáng.